Nếu ai đang quan tâm đến kiếm tiền online 4.0, hãy đăng ký kênh, bấm hình quả chuông để nhận những video mới nhất trên kênh Kiếm Tiền Online TV. Kênh Kiếm Tiền Online TV chuyên giới thiệu cho anh em các con web, các con app, các cái dự án, các cái kèo kiếm tiền free. Vâng, xin chào tất cả các em đang muốn kiếm tiền online. Cảm ơn em đã dành ra thời gian quý báu để quay trở lại kênh Kiếm Tiền Online TV của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con app cho ta kiếm tiền PayPal anh em nha. Thì con này khi chúng ta đăng ký tài khoản và chúng ta đã làm một cái số nhiệm vụ ấy, đăng ký cho ngay thì chúng ta nhận ngay là không phải nhận ngay là 1-2 đô nha. Chúng ta đã đăng ký chúng ta nhận ngay là 2 đô và cái con này chỉ min rút chỉ có 0,1 đô thôi. Và khi anh em đăng ký xong thì anh em có thể rút luôn nha. Đó, thì đây bằng chứng rút tiền này. Thì vào trong thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách kiếm tiền thêm. Và thì khi anh em đã đăng ký tài khoản thì anh em sẽ nghe là 1 đô, 2 đô và anh em sẽ tiến hành rút về được là 0,1 đô nha. Và đây là bằng chứng rút tiền đây, đây là 0,1 đô nha. Đó, bằng chứng về rút tiền. Và link tải app thì mình sẽ để dưới phần mô tả để anh em, bây giờ mình hướng dẫn anh em tải app và dùng app nha. Thì link tải mình sẽ để dưới phần mô tả video, anh sẽ bấm vào đây cho mình nha. Khi anh em bấm vào link tải nó sẽ hiện lên giao diện như này. Thì anh em sẽ tiến hành copy cái mã này cho mình nha. Anh em tiến hành copy cái mã này. Đây là cái mã code để anh em nhận ngay là 1 đô nha. Đó, đây là cái mã code để anh em nhận ngay là 1 đô. Thì tí vào kia thì mình sẽ hướng dẫn anh em nhập mã code nha. Nhập mã code. Thì anh em sẽ tiến hành copy cho mình cái mã code này nha. Đó, anh em copy cho mình. Và tí trong kia thì anh em có thể giá luôn nha, chứ anh em không cần ghi ra thì nó mất thời gian. Đó. Xong rồi, bây giờ anh em sẽ bấm vào biểu tượng nha. Khi anh em đã nhập mã code, copy được mã code anh em sẽ nhấn vào cái biểu tượng này để anh em đưa đến anh tải sẽ play anh em tải ứng dụng nha. Rồi, thì mình đã tải ngay ứng dụng rồi và bây giờ mình sẽ anh mở lên cho anh em nha. Vâng, bây giờ mình sẽ mở app lên test cho mọi người nha. Đó, mình sẽ mở lên Clipcard. Mình có thể lên sẽ play tải giúp mình nha. Mình có thể link dưới phần mô tả cho anh em đó, anh em có thể kích vào để tải. Rồi, anh em mở lên thì nó sẽ giao diện như thế này. Thì mình khuyên anh em là nên đăng nhập vào Facebook đi. Mình cũng lười đăng nhập vào số điện thoại nên mình sẽ đăng nhập vào Facebook cho nó lẹ luôn nha. Mình khuyên mọi người nên đăng nhập vào Facebook nha. Rồi, tiếp tục đi cho nó dễ dàng. Rồi, con app này thì mình xin nói qua là cái này chúng ta chỉ việc xem video nha. Anh em thấy hiệu quả không? Đó. Trong khi chúng ta chỉ việc xem video và lấy cái xu này, cái xu dễ hiểu là như vậy. Rồi anh em cứ đợi nó load nha. Con này thì có xem video ấy, thế nên anh em phải đợi nó load một xíu nha. Đó, anh em thấy không? Nó load nha. Thì anh em sẽ phải đợi cái đến hộp quà, thì ra đến hộp quà anh em đây này. Em bấm start video cho mình nha. Nào. Rồi anh em đợi xíu nha, đang load thôi. Nhạc đã lên rồi. Anh em cứ bấm nút trở ra cho mình nha. Nó hiện lên một giao diện như kia thì anh em bấm trở ra cho mình. Có nghĩa là bấm nút quay lại, nút quay lại anh em bấm lại một lần thì sẽ được nha. Thì nó lại quay về giao diện như này thôi. Xong rồi anh em sẽ tiến hành bấm phần mi cho mình nha. Thì phần mi nó chỉ là cái tên ID của chúng ta thôi. Và chúng này lúc này thì chúng ta đang có là 0 đồng để ta rút tiền nha, không có đô nào cả. Rồi, thì anh em sẽ bấm vào phần mục reward cho mình. Mục reward trên này này, có cái hình số 1 đây này. Đó, thì khi anh em vào thì nó sẽ hiện ra như thế này. Anh em sẽ bấm phần redeem cho mình nha. Đó, mục redeem này thì anh em sẽ nhập cho mình cái code mình sẽ để bên phải cạnh màn hình, hoặc là cái code thì mình có để lên dưới phần mô tả đó. Thì khi anh em kích vào phần mô tả thì nó sẽ hiện lên một cái link, thì anh em sẽ tiến hành sao chép cho cái mình cái dãy dãy số đó nha. Rồi anh em dán vào, anh em bấm redeem cho mình thì anh em sẽ nhận ngay, hình như là được 1 đô đó anh em nha. Thì ra nhận ngay là 1 đô. Đô cực kỳ là free luôn, chúng ta không nhận được 1 đô đâu nha anh em nha, và không ăn lóc một chút tiền đâu. Thế nên là mình khuyên anh em sẽ tiến hành nhập cho mình cái mã và để chúng ta nhận ngay là 1 đô nha. Rồi, sau các bạn nhập vào thì nhận ngay là 1 đô. Đó, thì tiện giờ mình chưa kịp nhập, tí mình sẽ nhập sau cái mục open này. Đó, anh em thấy không, anh em bấm cho mình nha, thì chúng ta nhận ngay là 1 đô free. À không phải, nhận ngay là 500 đồng vàng, 500 đồng vàng này cũng có thể đổi ra đô rồi nha. Và 25 đồng ticket này, cái vé ticket này để chúng ta mở ô nha, mở ô chúng ta có thể cơ hội nhận được đô nha anh em nha. Tí mình sẽ hướng dẫn em trong sau, mình sẽ nói thế thôi. Rồi, 27 này, 19 đồng này, đó anh em group XD cho mình. Đó,
Thì khi anh em tích đủ ấy, anh em tích đủ đây này, nó có ghi là 45 trên 120 phải không? Thì anh em tích đủ 120 vé này thì anh em sẽ tiến hành mở mình. Thì anh em sẽ tiến hành mở vé nha. Tí mình sẽ hướng dẫn anh em mở vé. Thì anh em sẽ có cơ hội nhận ngay là 500k, 500k cái đồng vàng này. Hình như là 500k 5 đô hay sao đó, tí mình cũng không biết nổi kiểu gì nữa. Thì tí mình sẽ sang quy đổi cho anh em sau nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em vé sẽ tích cái kit này để đến 1 đô nha. Chắc chắn là sẽ được 1 đô từ cái vé này nha. Thì được gần 20 vé anh em mở được rồi, nhưng nó cho mình thật 25 vé cơ. Bây giờ mình sẽ bấm vào này anh em nha. Anh em bấm vào cho mình này. Đó, nó play cho mình. Nó bấm play cho mình. Đó, thì nó sẽ hiện ra như thế này. Đây lúc chúng ta mở vé nha, để chúng ta lấy tiền. Có cơ hội nha anh em nha. Có cơ hội nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ ngay là 1 đô. Thấp nhất là 0.5 và cao nhất là 1 đô nha. Thì tỷ lệ 50-50. Thì chắc chắn lần đầu tiên anh em mở thì anh em sẽ nhận được nha. Em bấm phần giữa cho mình, chọn cái giữa nha. Chọn cái nào tùy ý nha, em nộp confi cho mình. Nhưng mà lần đầu tiên chắc chắn chúng ta sẽ là 1 đô nha. Rồi em cào cho mình 1 đô free nha anh em nha. Rồi, còn lần sau thì không biết nữa nha. Nhưng mà tỷ lệ thấp nhất là 0.5 đô nha. Thôi em tích đi cho mình. Nhận ngay là 1 đô rồi. Và mình còn 20 vé, à còn 5 vé nha. Đó, mình còn 5 vé. À, mất luôn ô đây rồi anh em ạ. Mất luôn ô đây rồi. Thì tí để sau nha. Đó. Thì mục này tiếp tục phần tiếp theo. Nó sẽ là cái phần free này anh em cho mình nha. Anh có phần free cho mình. Anh em bấm vào cho mình em free này. Thì cái dạng kiểu này, con web kiểu này thì nó hơi lag một xíu nha anh em nha. Tùy từng máy nha. Máy nó anh em nói yếu thì anh em có thể văng ra nha. Thì cái mục free này là cái mục đi giới thiệu bạn bè thôi anh em nha. Thì cái mục này thì anh em có thể đi giới thiệu bạn bè cũng được nha. Thì anh em sẽ tiến hành sao chép cái mã code của anh em ấy, cái sao chép cái đường link của anh em ấy. Đây này anh em bấm more này, xong em sao chép vào khay cho mình nha. Chứ rồi nó lưu nhầm mà. Mình bấm lưu nhầm mà đi. Anh em sẽ bấm vào sao chép cái này, sau anh đưa cho, như anh em lấy một cái máy phụ ấy, anh em bấm một cái link như này này. Các anh em tiến hành tải về và nhập code thì anh em sẽ nhận được ngay là một lượt mời nha. Đó. Thì anh em có thể giới thiệu. Nhưng mình khuyên anh em nên giới thiệu một người nha để rút tiền nha. Một người. Thì khi anh em rút 0.1 đô ấy, thì sẽ là từ lần sau là nó sẽ bắt anh em rút 1 đô. Và điều kiện để rút 1 đô là một rep này anh em nha. Thế nên em sẽ tiến hành chuyển cho mình một rep nha. Chuyển cho một rep kiểu như là anh em sẽ dùng cái hai máy nha. Thì kiếm phần chính ở trong đấy thì mình nói rồi, anh em sẽ bấm phần video cho mình nha. Video cho mình này. Video. Quên mất một video phần nào rồi anh em ạ. Đây rồi. Em sẽ tiến hành phải load lại nha. Nó có thể bị lỗi đấy. Đó, em sẽ tiến hành xem một video cho mình này. Anh em thấy thời gian này chạy không? Anh em không cần xem video thì nó vẫn chạy nha. Nhưng mà anh em nào thích thì trong thời gian mình đợi cái này thì anh em có thể xem video nha. Ta sẽ cùng nhau xem video hài này một xíu này. Thì trong thời gian mình nói nó bị hơi bị líu lưỡi thì anh em thông cảm nha. Anh em khó nghe thì thông cảm cho mình. Đó. Cho nhìn khá cu te. Ta thể cùng nhau xem một chút nha. À, mục này hay này. Rồi, quẩy dữ ghê. Anh em tiến hành xem cố giúp mình nha. Đợi đến đây nha, 30 giây nha. Đó, sau khi mọi người xem hết mục này, nó cái mục reward này nó sẽ hiện lên cái hai này. Đó, thì anh em đã nhận ngay là được hai cái dương này. Anh em tiến hành mở dương cho mình nha. Đó, anh em bấm vào phần mở cái dương này. Đó, đang nhận ngay là 1.5 nghìn nha, 1.1 nghìn. Rồi, chúng ta bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em quy đổi từ cái đồng này sang cái đồng đô la nha. Đó, mình sẽ bấm vào mục này tiếp này. Mình đã nhận ngay thêm là 1.2 nghìn gì đó. Đó, thì đây, bây giờ mình sẽ bấm vào phần đồng vàng nha. Mình sẽ bấm một đồng vàng cho anh em này. Đó, chúng ta sẽ ít trên, có nghĩa quy đổi ra 1.2 nghìn vàng này thì bằng 0.1 đô nha. Thì có nghĩa là 100 nghìn. Thì kiếm 100 nghìn thì mình cũng nghĩ là khá là dễ thôi. Anh em treo, mình nghĩ anh em treo một ngày, tầm một ngày, anh em tầm 6 tiếng thôi thì anh em cũng có thể kiếm được 1 đô một ngày, 2-3 đô một ngày là chuyện rất là bình thường nha anh em nha. Đó, thì anh em rảnh thì anh em có thể treo máy nha. Treo máy anh em để màn hình đứng thôi, còn anh em không cần phải gieo video đâu, nó tự động chạy nha anh em nha. Rồi mình sẽ trở ra này. À, mình sẽ exchange cho anh em xem luôn này. Exchange này, mình sẽ bấm exchange này.
Rồi em trên luôn này. Đó đô này. Mình đã có ngay là 1,1 đô nha anh em nha. Đó. Bây giờ mình sẽ hướng anh em rút 1,1 đô này về này. Bây giờ mình sẽ hướng anh em rút này. Thì đơn giản mình xin nói lại lần nữa, chúng ta chỉ xem video và chúng ta sẽ mở các dương này, làm các nhiệm vụ để chúng ta kiếm thêm nha. Thì nếu mình cũng chưa tìm hiểu này về máy nên mình cũng khá là biết khá ít. Thì clip sau thì mình sẽ tìm hiểu thêm cho anh em nha. Và bây giờ mình chỉ hướng dẫn anh em kiếm một số tiền thôi. Thì bây giờ mình sẽ bấm rút tiền, thì anh em bấm đô la cho mình này, mình bấm 1 đô la này. Đó, thì min rút đây là free. Đầu lần đầu tiên anh em rút ý, thì nó sẽ được là không phải 1 đô, nhưng mà lần thứ hai rút là 1 đô nha. Lần thứ hai rút là anh em là min là 1 đô và yêu cầu là giới thiệu một bạn bè. Đó. Thì anh em tiến hành giới thiệu một bạn bè thì lần sau thì anh em sẽ rút được 1 đô. Và không phải 1 đô free này nó sẽ cho anh em rút bình thường nha. Anh em bấm vào hình này giúp mình này. Anh em bấm vào đây này, bấm vào này. Anh em bấm PayPal giúp mình này. Rồi anh em nhập email của anh em vào này. Đó, anh em sẽ nhập email PayPal của anh em vào. Em confirm cho mình này. Rồi anh em confirm lần nữa này. Anh em confirm này. Đó, tiền đang về nha anh em nha. Các cái dạng web của này thì 1-2 tuần là về là chuyện bình thường nha. Và bằng chứng rút tiền thì mình đã để bên cạnh màn hình cho anh em rồi. Và đầu clip mình đã để cho anh em rồi. Đó, mình đã mất ngay là 0,1 đô. Và lần sau rút ý, là 8 đô cơ à. Lần sau rút thì máy mình là 8 đô nhưng tùy từng nick nha. Mình không hiểu tại sao máy mình là 8 đô. Và những cái mốc 10 đô này thì không, anh em không cần làm nhiệm vụ nha. Đây là nhiệm vụ phải tuyển rep thì anh em mới rút được tiền nha. Còn các nhiệm vụ này anh em kiếm thì phải không cần tuyển rep thì anh em có nghĩa mục 10 đô này thì anh em rút free, không cần tuyển rep. Cái dạng web cái này thì mình nghĩ anh em kiếm cái dạng app này mình nghĩ anh em kiếm 1 tuần là anh em đủ min 10 đô rồi, cực kỳ là ngon luôn. Và phí chỉ có 0,25 đô thôi. Thì clip mình sẽ dừng đây thôi. Clip đơn giản là anh em sẽ tiến hành mở app lên này, nhập mã để anh em nhận 1 đô này. Đó. Nhập mã để anh em nhận ngay là 1 đô giúp mình nha. Thì clip mình cũng xin dừng ở đây thôi. Hẹn gặp em ở clip sau nha.